Thưa quý vị, Thùy Vân vừa nhập môn võ Kuras, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Kuras chính là một trong những bộ môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam trong các kỳ SEA Games cũng như là các giải đấu quốc tế. Và mới đây nhất, cùng với judo và võ cổ truyền thì Kuras đã giành được tới 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc trong giải võ thuật thế giới 2021 được tổ chức tại Hàn Quốc. Và lúc này đây xin được giới thiệu với tất cả quý vị huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Học và các vận động viên đạt giải. Xin chào khán giả Chuyển động 24 giờ. Vâng, thưa anh Nguyễn Tuấn Học ạ. Thực ra thì tôi đang rất là thắc mắc là với Kuras là một bộ môn đối kháng, vậy thì chúng ta sẽ thi hình thức trực tuyến như thế nào ạ? Ban đầu thì cũng chưa biết cái nội dung online thi như thế nào ấy, thì toàn đội cũng rất là lo lắng vì đây là cái nội dung thi, hình thức thi rất là mới lạ. Nhưng khi mà thể hiện hết các khả năng của mình và gửi sang clip sang bên cho ban tổ chức thì cũng có phần tự tin hơn nhiều. Ở đây thì chúng ta có 3 cô gái, có Tiên, có Trang, có Hường, đều là những cô gái đã đạt huy chương vàng. Cái khoảnh khắc mà biết là mình đạt được huy chương vàng nó như thế nào, bởi vì nó rõ ràng nó rất khác so với mọi lần khi mà mình thi đấu trực tiếp trên sân. Khi mà chúng em ấy nhận được tin là chúng em đã đạt được huy chương vàng ấy, chúng em rất là bất ngờ. Cũng không ngờ là có nghĩa là mình chỉ ý định của mình là chỉ quay và thi đấu để gửi cho video cho ban tổ chức thôi. Đến lúc mà nhận được tin là mình đạt huy chương vàng thì mình cũng rất là bất ngờ. Cũng không ngờ là mình giành được huy chương vàng. Không ngờ là mình giỏi thế nữa. Vậy thì các bạn đã phải luyện tập như thế nào để bản thân ban tổ chức chỉ nhìn clip thôi đã muốn trao huy chương cho các bạn rồi? Cái lúc mà thầy báo là có giải thì đến cái lúc mà bắt đầu mình quay thì cũng thời gian nó cũng ngắn thôi. Nên chuẩn bị lúc đấy cũng gấp rút. Liên tục mấy ngày cũng mới làm được mấy clip đấy. Một ngày hôm đấy phải luyện tập làm đi làm lại cũng 4-5 lần một ngày. Mấy ngày liên tục thì mới được như thế. Có một cái động tác nào mà tập mãi mà cuối cùng thầy mới hài lòng không? Động tác nào, ví dụ đây nào. Đâu có đau không em? Thực là khi mà nhìn Quân và Sơn Lập tập luyện như vậy thì mình thấy rằng là để có được một clip đạt được huy chương thì không hề dễ dàng chút nào. Để cho quý vị có thể hiểu hơn về giải đấu võ thuật quốc tế 2021 được tổ chức tại Hàn Quốc, chúng ta đã có những hình ảnh thi đấu như thế nào? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Giải võ thuật trực tuyến thế giới năm 2021 diễn ra từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, quy tụ hơn 3.300 vận động viên trên thế giới tranh tài ở 10 môn võ thuật. Đây là giải đấu biểu diễn thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các bộ môn võ thuật trên thế giới. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc thi đấu trực tuyến với các vận động viên có nhiều sự lạ lẫm và gặp nhiều khó khăn. Với hình thức trực tuyến, các võ sĩ biểu diễn kỹ thuật và biểu diễn đối kháng để trọng tài chấm điểm. Kết thúc giải đấu, võ thuật Việt Nam đã giành được 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Trong đó, chỉ riêng đội tuyển Kuras Việt Nam giành tới 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn tới Kuras đi ạ. Kuras là một bộ môn võ cổ truyền của Uzbekistan. Thế nhưng tại sao nó lại trở thành thế mạnh, thậm chí là trong các kỳ SEA Games nó được coi là mỏ vàng ạ? Môn Kuras thì được du nhập vào Việt Nam này cũng tương đối là cũng khá lâu rồi. Tương đồng với cả judo thì Kuras thì cũng có rất nhiều điểm đánh đòn đứng rất là giống judo, nên là đa phần là tất cả các lực lượng huấn luyện viên cũng như là vận động viên là đều từ là judo chuyển sang, nên là có một cái phần lợi thế nhất định. Chính vì thế khi mà Kuras vào Việt Nam thì các vận động viên là sẽ tiếp cận tương đối nhanh. Đâu là đặc trưng của Kuras nhỉ mọi người ơi? Mọi người có thể chia sẻ với Thụy Vân cũng như là quý vị khán giả được không? Để mà nhận biết ngay được Kuras thì mình nhận biết về trang phục có hai màu đặc trưng là màu xanh lá cây và màu xanh nước biển. Còn về kỹ thuật thì Kuras thì đánh đứng, đánh là đánh dùng những cái đòn đánh đứng và quăng quật, còn khác ở judo là không có đòn đè và những cái đòn hy sinh thứ. Vậy thì với cái bài huy chương vàng của Hường thì Hường đã có những cái động tác như thế nào để thể hiện được kỹ thuật của mình? Với thành tích huy chương vàng của em ấy thì em đã sử dụng các động tác gọi là các đòn hông, vai, rồi các đòn bê phản. Thì kỹ thuật của nó sẽ đẹp, các động tác đấy thì sẽ giành được điểm cao tuyệt đối. Đây toàn là những vận động viên xuất sắc của đoàn Kuras Việt Nam. Bây giờ chỉ có một câu hỏi này mà ai cũng phải trả lời. Môn Kuras nói riêng và môn võ nói chung đã đem lại cho các em điều gì? Dạ, mới là điềm tĩnh, tự tin ạ. Kuras đã đem đến cho em sự thành công ạ. Kuras đem đến cho em sức khỏe ạ.
Kurat đem lại cho tôi một cái vị trí như hôm nay và được ngồi cạnh với Thụy Vân đây. Kurat đem tới cho em sự nhanh nhẹn. Kurat đem đến cho em sự quyết tâm. Đã Kurat mang lại cho em nhiều tiền. Vâng, bây giờ một câu hỏi cuối rất là muốn hỏi thầy Học ạ. Đó là cái kế hoạch sắp tới của đội tuyển chúng ta như thế nào? Có một cái giải đấu nào gần đây hay không ạ? Kế hoạch đầu tiên và quan trọng nhất của đội tuyển làm thế nào để giữ gìn sức khỏe cho các em cũng như toàn đội là trước cái dịch bệnh Covid rất là nguy hiểm như này. Đến thời điểm này, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia rất quan tâm và tổ chức những cái cấm trại tập trung. Đó là một cái phần rất quan trọng để mà cấu thành lên những cái việc mà chúng ta được tập luyện thường xuyên cũng như là chế độ dinh dưỡng của trung tâm. Thì sắp tới theo dự định sẽ tổ chức lại cái giải vô địch quốc gia từ 23 đến 30 tháng 11 tại Hải Phòng và có một cái giải châu Á tháng 12 tại Uzbekistan. Tuy nhiên là ban luyện vẫn đẩy các em có cường độ như chuẩn bị thi đấu các giải bình thường để chờ có cái giải tổ chức ra là chúng ta sẽ có những cái mà luôn luôn sẵn sàng. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Tấn Học cùng các vận động viên một lần nữa thay mặt cho khán giả Chuyển động 24 giờ xin gửi lời chúc mừng tới các anh chị với thành tích vừa đạt được và chúc cho đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục thành công và có thật nhiều huy chương trong những giải đấu tiếp theo. Xin cảm ơn.